Đối với những người theo chủ nghĩa cá nhân, dục lạc không chỉ là việc tìm kiếm thỏa mãn xác thịt, mà còn là cơ hội để khám phá giới hạn của cơ thể và tâm trí. Họ xem đó như một bài tập thực hành về nhận thức bản thân, là con đường dẫn đến tự do đích thực, trong triết lý sống của họ. Việc làm chủ những đam mê và thú vui trần tục là một cuộc chinh phục nâng cao tinh thần con người. Tuy nhiên, triết lý Phật giáo đã nhấn mạnh rằng, không phải là kẻ đắm chìm trong khoái lạc, mà chính sự tự chủ mới là yếu tố phân biệt một con người tốt trong cuộc sống này. Khả năng tận hưởng niềm vui một cách có ý thức, trong khi vẫn kiểm soát và kiềm chế nó, chính là dấu hiệu của người đạt đến cấp độ nhận thức cao hơn. Thay vì trở thành nô lệ cho những ham muốn của mình, chúng ta cần làm chủ chúng. Kiểm soát dục lạc không chỉ đơn thuần là sự kiềm nén, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc và khả năng tự làm chủ. Điều này dẫn đến khả năng điều hướng cảm xúc của chúng ta theo một cuộc hành trình có ý thức. Và khi nhận thức của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, bạn sẽ thấy hạnh phúc không chỉ nằm ở những khoái lạc tức thời, mà còn nằm ở hiểu biết và chấp nhận những khía cạnh sâu sắc bên trong con người chúng ta. Đức Phật, người đã hoàn toàn giác ngộ, đã chỉ ra con đường giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy của dục lạc và khổ đau. Bằng cách thực hành 10 bài học này của Đức Phật, chúng ta sẽ biết cách kiểm soát và chuyển hóa được dục vọng, thay vì để nó chi phối cuộc sống chúng ta như trước. Đầu tiên, để kiểm soát dục vọng, trước tiên bạn cần nhận thức rõ ràng về sự vô thường, một quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống. Hãy thử nghĩ về những khát khao mà bạn đã từng có trong quá khứ. Có thể đó là một món đồ bạn rất muốn mua, một mục tiêu mà bạn từng mong muốn đạt được, hay thậm chí là một cảm giác vui vẻ từ việc thỏa mãn một ham muốn nào đó. Bây giờ, bạn còn cảm thấy nó quan trọng như trước không? Có lẽ điều từng khiến bạn mất ăn mất ngủ giờ đây đã trở nên nhạt nhòa, thậm chí không còn ảnh hưởng gì đến bạn nữa. Điều này chứng minh rằng mọi thứ đều thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Dục vọng cũng vậy. Khi dục vọng xuất hiện, nó có thể rất mạnh mẽ, khiến bạn cảm thấy cần phải thỏa mãn nó ngay lập tức. Nhưng nếu bạn chờ đợi, không hành động theo nó, bạn sẽ nhận ra rằng cảm giác này sẽ qua đi. Hãy thử một lần để cho thời gian trôi qua khi dục vọng xuất hiện, bạn sẽ thấy nó dần tan biến, giống như cơn sóng vỗ vào bờ rồi nhanh chóng rút đi. Cuộc sống là như vậy, không có gì tồn tại mãi mãi, kể cả những ham muốn bức thiết nhất. Khi bạn nhận thức rõ điều này, bạn sẽ không còn bị dục vọng chi phối nhiều như trước. Thay vì hành động vội vàng theo nó, bạn sẽ học cách quan sát cảm xúc của mình và hiểu rằng nó chỉ là một phần nhỏ của tâm trí, không phải là điều bạn nhất thiết phải làm theo. Sự vô thường nhắc nhở chúng ta rằng mọi cảm xúc, mọi khát khao đều là tạm thời. Ngay cả khi bạn cảm thấy dục vọng mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không tồn tại mãi. Vấn đề không phải là loại bỏ dục vọng, mà là hiểu và kiểm soát nó, không để nó dẫn dắt cuộc sống của bạn. Điều này đòi hỏi bạn cần có lòng kiên nhẫn và tỉnh thức, nhưng bù lại, nó sẽ giúp bạn giữ được sự bình tĩnh và bình yên giữa những biến động của cuộc sống. Cùng với đó, buông bỏ chấp trước là một bài học quan trọng, bởi khi không còn chấp nhất vào khoái cảm hay những thỏa mãn ngắn hạn, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên từ bên trong. Khi chúng ta nói về việc buông bỏ chấp trước, điều này nghe có vẻ trừu tượng, nhưng nếu áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy ý nghĩa thực sự của nó. Hãy nghĩ đến những lần bạn đã quá bám víu vào một cảm giác khoái lạc, có thể là việc theo đuổi một chiếc điện thoại mới, một món ăn ngon, hoặc một mối quan hệ mà bạn nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng sau khi có được điều đó, niềm vui kéo dài bao lâu? Có phải bạn lại nhanh chóng cảm thấy muốn nhiều hơn, hoặc thấy trống rỗng sau đó? Buông bỏ chấp trước nghĩa là không để những ham muốn vật chất hay cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi kiểm soát bạn. Thay vì đuổi theo khoái cảm tức thời, bạn có thể học cách nhận ra rằng chúng không thực sự mang lại hạnh phúc dài lâu. Khi bạn ăn món ngon, có lẽ nó chỉ ngon trong một vài khoảnh khắc. Khi bạn mua được món đồ yêu thích, cảm giác thích thú cũng không kéo dài bao lâu. Phật giáo dạy rằng, chấp trước vào những thứ này chỉ dẫn đến khổ đau. Tại sao? Bởi vì chúng ta không ngừng tìm kiếm cảm giác thỏa mãn tiếp theo, không bao giờ cảm thấy đủ, và cuối cùng, chúng ta tự làm mình mệt mỏi với cuộc đua này. Không có, cái tôi, nào trong bạn thật sự cần những điều đó để cảm thấy hạnh phúc? Hãy suy nghĩ về điều này trong thực tế. Nếu bạn cứ mãi chạy theo những ham muốn, bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không dứt của sự thiếu thốn và cảm thấy bị cạn kiệt năng lượng. Thay vào đó, khi bạn buông bỏ sự bám víu vào khoái cảm, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc đạt được thứ này hay thứ kia. Hạnh phúc bền vững đến từ sự bình an nội tâm, từ việc sống với những giá trị chân thực của bản thân. Thay vì cố gắng đạt được điều gì đó,
hãy tập trung vào những điều mang lại ý nghĩa và niềm vui dài lâu. Khi bạn sống với tinh thần buông bỏ, bạn sẽ tìm thấy sự tự do và bình yên, mà không còn bị dục vọng dẫn dắt. Để đạt được điều này, thiền định và chánh niệm là hai công cụ mạnh mẽ giúp bạn tỉnh thức. Bạn sẽ nhận ra khi nào dục vọng xuất hiện và kiểm soát chúng bằng sự sáng suốt, thay vì hành động trong vô thức. Khi thực hành thiền, chúng ta có thể quán chiếu tâm trí một cách sâu sắc, hiểu được nguồn gốc của mọi ham muốn và thấy rõ bản chất của chúng chỉ là những phản ứng tâm lý. Hãy tưởng tượng một ngày làm việc căng thẳng và khi về nhà, bạn cảm thấy cần tìm kiếm một điều gì đó để giải tỏa. Có thể bạn sẽ nghĩ đến các thói quen không lành mạnh hoặc làm điều gì đó để thỏa mãn bản thân tức thời. Nhưng nếu bạn đã thực hành thiền và chánh niệm, bạn sẽ dừng lại và nhận ra sự xuất hiện của dục vọng. Bạn sẽ thấy cơ thể mình thực sự cần điều gì ngay lúc này và tự hỏi liệu điều này có thực sự giúp mình thoải mái không? Thay vì phản ứng một cách vô thức, bạn học cách quan sát những gì đang xảy ra bên trong tâm trí mình. Bạn sẽ phát hiện ra rằng những dục vọng đó chỉ là những phản ứng tạm thời, là kết quả của một tâm trí yếu đuối, đầy căng thẳng. Hoặc có thể là theo cách nhìn của bạn với môi trường xung quanh. Việc thực hành thiền thường xuyên sẽ giúp bạn hiểu rõ nguồn gốc của những cảm xúc này, từ đó bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Một điều quan trọng khác mà thiền định dạy cho bạn chính là sự tự chủ. Khi bạn cảm thấy những cám dỗ đến gần, thay vì bị cuốn theo, bạn sẽ có khả năng tự kiểm soát. Hãy nghĩ về những lần bạn đã thỏa mãn dục vọng, nhưng cảm giác trống rỗng lại đến ngay sau đó. Thiền định sẽ giúp bạn nhìn thấy trước điều đó và lựa chọn hành động khác sáng suốt hơn, chánh niệm hơn và mang lại cho bạn cảm giác bình an hơn. Việc tránh xa những cám dỗ cũng góp phần quan trọng trong quá trình này, tạo dựng một môi trường sống lành mạnh sẽ giúp tâm trí bạn không bị kích thích bởi những điều tiêu cực. Hãy tránh xa các yếu tố kích thích dục vọng, nó sẽ giúp bạn giảm thiểu những thôi thúc không cần thiết. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì đang kích thích mình? Những trang web, video hay nội dung nào đang khiến bạn dễ bị lôi kéo vào những ham muốn không lành mạnh? Bằng cách loại bỏ hoặc giới hạn tiếp xúc với những thứ này, bạn đang tạo ra một môi trường sống tích cực và lành mạnh hơn cho chính mình. Thay vào đó, hãy tập trung vào các hoạt động tích cực, những việc làm giúp bạn phát triển về cả tâm trí và thể chất. Hãy thử bắt đầu với những sở thích mới như thể thao, đọc sách, thiền hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Những điều này không chỉ giúp bạn giảm thiểu thời gian dành cho các cám dỗ, mà còn mang lại cho bạn niềm vui và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống. Khi bạn xây dựng một cuộc sống cân bằng, không bị chi phối bởi những ham muốn ngắn hạn, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự bình an và ổn định trong tâm hồn. Đó không phải là sự kìm nén, mà là kiểm soát và lựa chọn sáng suốt, những điều có giá trị, mang lại cho bạn hạnh phúc bền vững. Cuộc sống luôn đặt ra nhiều thử thách, nhưng nếu bạn biết cách đặt ranh giới cho mình và ưu tiên những hoạt động lành mạnh, bạn sẽ nhận thấy việc kiểm soát dục vọng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bài học thứ 6 Phật giáo dạy rằng, luật nhân quả là một trong những điều giúp bạn ý thức được dục vọng của mình. Mỗi hành động chúng ta thực hiện đều để lại những hậu quả, dù nhỏ hay lớn. Điều này có nghĩa là khi bạn để dục vọng chi phối, hậu quả không chỉ dừng lại ở những cảm giác thỏa mãn ngắn hạn, mà còn là những hệ lụy dài lâu như đau khổ, mất mát và cảm giác bất mãn. Hãy thử nghĩ về những lúc bạn đuổi theo những khoái cảm tức thời, cảm giác ban đầu có thể là vui sướng, nhưng nó thường để lại khoảng trống trong tâm hồn, đôi khi là hối tiếc. Nếu chúng ta để dục vọng dẫn lối, điều đó có nghĩa là bạn thường xuyên đặt mình vào những trạng thái cảm xúc mạnh mẽ. Một khi những điều này không đủ kích thích cảm xúc của bạn, làm bạn thỏa mãn, hậu quả là bạn sẽ thấy thờ ơ và vô cảm với mọi thứ xung quanh. Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, càng chạy theo những ham muốn, bạn càng dễ rơi vào tình trạng bất mãn và mất kết nối với chính mình và mọi thứ xung quanh. Những thú vui ngắn hạn có thể nhanh chóng phai nhạt, và bạn sẽ luôn cần tìm kiếm một điều gì đó mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn để lấp đầy khoảng trống. Nhưng sự thật là, càng cố gắng tìm kiếm ở bên ngoài, bạn càng thấy khó đạt được sự hài lòng ở bên trong. Đó là lúc suy nghĩ tiêu cực trong bạn xuất hiện. Và những suy nghĩ tiêu cực này sẽ kết nối cuộc sống của bạn đến chuỗi những điều tiêu cực khác, đó chính là luật nhân quả. Nếu những điều bạn mong muốn không đem lại cho bạn và mọi người xung quanh bình an nội tâm, mà chỉ khiến bạn cảm thấy trống rỗng hơn, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi sai hướng. Những suy nghĩ tiêu cực từ việc không đạt được mong muốn sẽ không dừng lại ở trong tâm trí. Chúng sẽ bắt đầu ảnh hưởng ra ngoài cuộc sống
bạn có thể trở nên mất kiên nhẫn, dễ cáu giận và khó chịu với cả những người thân yêu. Hệ quả của những cảm xúc tiêu cực này là bạn vô tình tạo ra những hành động tiêu cực khác, làm tổn thương người khác hoặc chính bản thân mình, và điều đó đem lại khổ đau cho tất cả mọi người. Luật nhân quả không chỉ áp dụng cho hành động, mà còn cho tâm trí và suy nghĩ. Nếu bạn nuôi dưỡng sự bất mãn, nó sẽ dẫn đến hành động không sáng suốt. Ngược lại, nếu bạn trau dồi sự an lạc và tỉnh thức, những điều tích cực sẽ tự nhiên đến với bạn. Đây là bài học quan trọng trong Phật giáo. Tâm trí bạn là nguồn gốc của mọi hành động. Nếu tâm trí bạn bị chi phối bởi những ham muốn không lành mạnh, kết quả của những hành động ấy sẽ không bao giờ mang lại cho bạn hạnh phúc thực sự. Vậy nên, thay vì tiếp tục tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài, hãy bắt đầu từ việc quay về bên trong, tìm kiếm sự bình yên và thỏa mãn từ chính tâm hồn mình. Hãy dừng lại, suy ngẫm về những điều thực sự mang lại ý nghĩa trong cuộc sống. Và niềm vui sẽ trở nên bền vững hơn khi bạn sống đúng với giá trị của mình. Bài học thứ 7, thay vì chạy theo những khoái cảm tức thời, chúng ta có thể học cách chuyển hóa năng lượng tình dục thành những mục tiêu sáng tạo, mang lại sự tích cực và thành tựu trong cuộc sống. Chuyển hóa năng lượng tình dục, hay còn gọi là Brahmacharya, là một phương pháp giúp chúng ta kiềm chế dục vọng và sử dụng năng lượng một cách hợp lý hơn. Điều này không chỉ đơn thuần là tránh xa những hành vi tình dục, mà quan trọng hơn là biết cách chuyển hóa năng lượng đó thành những giá trị tinh thần, sự sáng tạo và những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Hãy thử nghĩ xem, mỗi khi bạn cảm nhận được ham muốn, nếu bạn chuyển hướng năng lượng ấy sang một việc gì đó có ích, bạn sẽ thấy mình có thêm động lực và sự tập trung đáng kể. Cuộc sống thực tế đã chứng minh rằng, khi bạn kiểm soát được năng lượng tình dục, bạn có thể đạt được những điều to lớn hơn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người thành công đã áp dụng phương pháp này để gia tăng hiệu suất làm việc và sự tỉnh táo trong cuộc sống. Hãy nhìn vào các vận động viên chuyên nghiệp, doanh nhân thành đạt. Họ thường xuyên thực hành kiềm chế dục vọng để bảo tồn năng lượng và tối ưu hóa hiệu suất cá nhân. Bạn cũng có thể áp dụng Brahmacharya một cách linh hoạt vào cuộc sống hàng ngày. Khi bạn cảm thấy những ham muốn nảy sinh, hãy thử dừng lại và suy ngẫm liệu điều này có mang lại lợi ích lâu dài cho cuộc sống của bạn hay không. Thay vì để dục vọng chi phối, bạn có thể tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, phát triển trí tuệ và nâng cao năng lực sáng tạo. Đây là cách để biến năng lượng tình dục thành sức mạnh, thúc đẩy tinh thần và ý chí. Thực tế, Brahmacharya không phải là sự khước từ hoàn toàn mọi ham muốn, mà là việc điều tiết và chuyển hóa nó để bạn kiểm soát được cuộc sống của mình. Điều quan trọng là không bị lệ thuộc vào những khoái cảm nhất thời, mà biết cách tìm kiếm hạnh phúc lâu dài thông qua những việc làm có ý nghĩa hơn. Khi bạn biết cách tận dụng năng lượng của mình một cách khôn ngoan, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi sáng và hiệu quả hơn. Vì vậy, bài học thứ 8 là hãy bắt đầu bằng cách quan sát tâm trí khi ham muốn xuất hiện và thực hành chuyển hóa nó thành động lực phát triển bản thân. Bằng cách thực hành thiền Vipassana, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của các suy nghĩ và cảm xúc bên trong mình. Bằng cách này, bạn sẽ nhìn thấy dục vọng chỉ là hiện tượng tâm lý, không phải là thứ bạn phải chạy theo. Mọi cảm xúc, kể cả dục vọng, đều sinh ra và rồi diệt đi. Chúng không phải là bản chất thực sự của bạn. Việc hiểu rõ điều này mang lại cho bạn sự tự do nội tâm. Bạn không còn bị lệ thuộc vào việc phải đạt được điều gì đó để cảm thấy thỏa mãn. Đức Phật từng nói rằng, dục vọng giống như một ngọn lửa, nếu bạn cứ tiếp tục nuôi dưỡng nó sẽ bùng cháy mạnh mẽ hơn, khiến bạn ngày càng khó kiểm soát. Nhưng nếu bạn quán chiếu và hiểu rõ bản chất của nó, bạn sẽ thấy rằng dục vọng chỉ là ảo giác, và khi bạn không còn bám víu vào nó sẽ tự nhiên lặng xuống. Thiền Vipassana không chỉ giúp bạn quán chiếu dục vọng, mà còn để hiểu rõ hơn về những cảm xúc bản thân hàng ngày. Khi bạn biết cách lắng nghe tâm trí mình, bạn sẽ không bị cuốn theo những cảm xúc thoáng qua, mà thay vào đó, bạn sẽ tập trung vào những điều thực sự mang lại cho bạn hạnh phúc bền lâu. Hãy thử bắt đầu từ việc quan sát cảm xúc của bạn mỗi khi chúng xuất hiện. Vipassana không yêu cầu bạn phải thay đổi bất cứ điều gì ngay lập tức, mà chỉ cần nhận diện và hiểu rõ chúng. Từ đó, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bài học thứ 9 là sống với lòng từ bi, Metta. Đây là một trong những bài học quý giá nhất mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn phát triển lòng từ bi, bạn bắt đầu nhìn mọi người xung quanh với tình yêu thương và sự tôn trọng sâu sắc, thay vì chỉ xem họ như những đối tượng để thỏa mãn nhu cầu dục vọng cá nhân. Hãy thử suy nghĩ xem, nếu bạn thực sự yêu thương ai đó, bạn có mong muốn sử dụng họ để đạt được sự hài lòng nhất thời không? Chắc chắn là không, đúng không?
Lòng từ bi giúp chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác, thấu hiểu họ với sự chân thành và mong muốn tạo ra hạnh phúc cho cả hai phía, thay vì chỉ tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta có thể bị cuốn vào những cảm xúc thoáng qua, đặc biệt là khi nhìn về mặt thể xác. Nhưng nếu bạn rèn luyện được lòng từ bi, bạn sẽ thấy mọi người xung quanh không còn là đối tượng để bạn theo đuổi dục vọng, mà là những người đáng được tôn trọng, yêu thương. Điều này không chỉ giúp bạn loại bỏ những ham muốn thấp kém, mà còn tạo ra những mối quan hệ thực sự sâu sắc và bền vững. Hãy thử bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, mỉm cười với người khác, lắng nghe họ bằng sự chân thành, hoặc đơn giản là chấp nhận họ như họ vốn có, mà không đánh giá hay mong đợi điều gì. Những hành động này không chỉ giúp bạn rèn luyện lòng từ bi, mà còn giúp bạn thoát khỏi sự cám dỗ của dục vọng, mang lại một cuộc sống tràn đầy yêu thương và bình an. Cuối cùng, khi bạn sống với lòng từ bi, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không đến từ việc thỏa mãn những ham muốn ngắn hạn, mà từ việc tạo ra những kết nối chân thành với người khác. Chính lòng từ bi sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của mình và là chìa khóa để giúp bạn vượt qua được dục vọng. 10. Hạnh phúc thực sự không đến từ việc thỏa mãn dục vọng, mà từ sự bình an nội tâm, một trạng thái mà bạn chỉ có thể đạt được khi kiểm soát và làm chủ tâm trí của mình. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng, khi bạn chạy theo những ham muốn, niềm vui mà bạn có được thường rất ngắn ngủi? Dục vọng, dù có thể mang lại cảm giác thỏa mãn tức thời, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi khổ đau khi bạn không đạt được điều mình muốn hoặc khi niềm vui đó mất đi. Mỗi khi bạn cảm thấy mình đang bị cuốn vào một ham muốn nào đó, hãy tạm dừng và tự hỏi mình rằng, liệu điều này có thực sự mang lại hạnh phúc lâu dài hay không? Nếu câu trả lời là không, hãy tìm kiếm những giá trị mang lại bình an thực sự, như tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng từ bi. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào việc có được hay không được thứ mình muốn, mà đến từ việc kiểm soát và cân bằng trong tâm trí. Khi bạn biết cách làm chủ tâm trí và không để dục vọng chi phối, bạn sẽ khám phá ra một nguồn hạnh phúc vô tận, một hạnh phúc không bị dao động bởi bất cứ điều gì, mà là sự bình yên nội tâm sâu thẳm. Thực hành 10 bài học này không chỉ giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau do dục vọng gây ra, mà còn mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật và lâu bền. Trong cuộc sống, ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc bị cám dỗ bởi ham muốn, để rồi nhanh chóng nhận ra rằng niềm vui đến từ việc thỏa mãn dục vọng thường ngắn ngủi, chỉ khiến chúng ta đau khổ về sau. Nhưng nếu bạn thật sự nghiêm túc thực hành những bài học Phật giáo như chánh niệm, buông bỏ chấp trước hay lòng từ bi, bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi sâu sắc trong cách nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh. Dục vọng sẽ dần trở thành thứ bạn có thể nhận biết, kiểm soát và cuối cùng là vượt qua. Khi bạn ngừng để dục vọng dẫn lối, bạn sẽ dần trở nên sáng suốt và trí tuệ để khám phá được niềm hạnh phúc đến từ bên trong mà không còn phụ thuộc vào những điều bên ngoài. Những bài học này không chỉ giúp bạn giải phóng tâm trí, thấu hiểu bản chất của mọi cảm xúc để xây dựng một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc trọn vẹn,